Đó, xin chào tất cả các anh chị em và các bạn. Hôm nay mọi người cùng vào bếp với Đồ Đỏ, mình cùng nhau làm một món ăn ngày Tết nữa. Đó là món thịt kho nước dừa, hay còn gọi là thịt kho rượu đó ạ. Và trước tiên là Đồ Đỏ giới thiệu thành phần nguyên liệu nha. Và nguyên liệu ở đây Đồ Đỏ sử dụng đó là 10 quả trứng vịt và 4 quả ớt sừng trâu như thế này, và 2 củ tỏi này, khoảng là 30g một quả chanh. Nước mắm Đồ Đỏ sử dụng đó là 4 muỗng canh vung. Nước mắm này thì nó hơi mặn nha các anh chị, nó khoảng là 35 đến 40 độ đạm ạ. Và Đồ Đỏ sử dụng là 2 muỗng canh đường nâu. Đây là cái hiệu đường nâu Đồ Đỏ sử dụng đây nè. Đây đường nâu là làm từ củ cải nè, đường nâu của Hàn Quốc nha. Đồ Đỏ sử dụng là khoảng là 1 lít rưỡi nước dừa tươi. Và nguyên liệu chính ở đây đó là thịt heo ạ. Hôm nay Đồ Đỏ sử dụng là 1 kg thịt heo, bao gồm là nửa ký thịt nạc đuôi. Đây là thịt nạc đuôi đây các anh chị. Đồ Đỏ sử dụng nửa ký thịt nạc đuôi và nửa ký thịt ba chỉ. Đây là miếng ba chỉ đây. Còn nếu các anh chị nào thích ăn mỡ thì mình có thể nấu sử dụng hoàn toàn thịt ba chỉ. Còn nếu các anh chị nào không thích ăn mỡ thì mình có thể sử dụng hoàn toàn là thịt đùi hoặc thịt nạc ha. Trước tiên là mình đi sơ chế cái phần thịt này. Thịt nèo đỏ mua về và đã rửa sạch sẽ rồi, mình rửa sạch sẽ qua nước muối nha. Sau đó Đồ Đỏ để ráo. Rồi tiếp theo là mình nấu một nồi nước sôi như thế này nè. Sau đó mình trụng sơ thịt của mình qua nha. Cho trực tiếp cái nước sôi này vào trong cái thịt luôn, mình không nấu trên bếp nha. Đó, mình trụng nước sôi như thế này. Cái này gọi là mình trần sơ á. Nhớ là mình để nguyên miếng mình trụng ha. Mình trụng sau đó rồi mình mới cắt. Rồi mình để cái miếng thịt của mình trụng sơ này trong vòng 2 phút ha. Sau đó mình vớt qua, mình đi rửa lại nước lạnh nè. Trụng và Đồ Đỏ rửa qua nước lạnh rồi. Bây giờ mình cắt khố cho miếng đó. Thịt kho trứng là mình phải cắt to à. Ở đây Đồ Đỏ cắt khố là 4cm ha. 1, 2, 3, 4cm. Cái bề ngang của ảnh là 4cm ạ. Mình phải cắt to to lên ha. Cái này lớn nhỏ tùy các anh chị ạ. Nhưng Đồ Đỏ thường cắt cục to như thế này. Đây là cái phần thịt Đồ Đỏ đã cắt xong rồi. Dừa ba chỉ và thịt đùi ha. Tiếp theo nữa là mình đi lột củ tỏi nè. Rồi ở đây Đồ Đỏ sử dụng là 30g tỏi. Rồi tiếp theo Đồ Đỏ cắt cái ớt sừng nè, nhỏ nhỏ ra. Để Đồ Đỏ giả chung với tỏi luôn. Để hột hay là bỏ hột cũng được ạ. Để hột thì nó càng cay. Còn nào mình thích thì mình bỏ hột ra. Đã dùng cái cối đây. Mình giả nha. Để cho dễ giả mình cho cái đường vào nè. 2 muỗng canh đường ha. Mình cho vào đây mình giả chung luôn. Rồi Đồ Đỏ dùng cái chày này Đồ Đỏ giả nha. Rồi Đồ Đỏ đã giả xong rồi. Cái chuyện nếu mình không thích giả, nếu mình có cái cối xay á, mình bỏ vào mình xay vẫn được nha. Nhưng mà giả bao giờ nó vẫn thơm hơn là mình xay à. Rồi sau đó mình cho hết cái phần tỏi, ớt nè, đường mình cho vào mình ướp nha. Rồi để khi mình thịt của mình kho nó được trong á, mình cho vào đây. Rồi sau đó mình trộn đều lên nha. Đồ Đỏ ướp xong. Đồ Đỏ để thịt của mình ngấm trong vòng 2 đến 3 giờ đồng hồ. Hoặc nếu mình không có thời gian, mình bận mình chưa kho được thì mình cứ cho vào trong tủ lạnh á. Rồi mình kho sau vẫn được ha, nhưng mình để thịt của mình ngấm ít nhất là 2 đến 3 giờ đồng hồ nha. Trong thời gian mình đi ướp thịt, mình đi luộc trứng vịt của mình nha. Để khi luộc trứng á, mình tránh cái trường hợp của mình trứng nó hay bị nứt á.
Mình cho vào đây là 1 phần 2 thìa cà phê muối ha. Và 1 muỗng canh giấm ăn. 1 muỗng canh như thế này. Đó, mình quấy lên. Rồi mình cho trứng vịt của mình và mình luộc. Mình luộc trứng vịt của mình trong khoảng thời gian 10 phút là trứng vịt chín ạ. Mình nhớ là tính từ điểm khi mà nước nó sôi lên, mình mới tính thời gian ha. Khi bỏ vào mà nước hơi mắm như thế này, mình nhớ mình đảo vài vòng. Trứng của mình đã luộc trong vòng 10 phút nó chín rồi. Mình vớt trứng ra, mình cho vào thau nước lạnh ha, cho dễ bóc. Rồi mình ngâm trứng của mình trong nước lạnh, đến khi nào nó nguội hẳn rồi mình mới bóc nha. Trước khi bóc á, mình lấy cái muỗng mình gõ gõ đi cho nó dợp hết cái vỏ bên ngoài á, mình bóc cho nó dễ á. Kho thịt với trứng thì mình nên chọn trứng vịt cũ ha, cái ngày trứng vịt để hơi lâu một tí thì mình kho nó ngon hơn. Rồi trứng đầu đỏ đã bóc xong rồi, sau đó mình dùng cái tăm á, tăm nhỏ như thế này nè, mình dùng mình chăm nha, mình chăm như thế này thôi, mình chăm sơ sơ quanh trứng nè để khi mình kho thịt á, trứng của mình nó sẽ thấm hơn ha. Và đây là cái phần thịt đầu đỏ ướp trong vòng 3 giờ đồng hồ. Rồi bây giờ mình đi kho nha. Mình nhớ trộn vài vòng lên ạ. Thì mình cầm một cái son hơi lớn một tí nha. Đầu đỏ cho vào đây là 1 lít rưỡi nước dừa. Nước dừa tươi nha các anh chị. Mua dừa các anh chị và các bạn nhớ lưu ý là khi mình mua cái dừa ráo đó, cái dừa có nghĩa là dừa mình để làm mứt dừa non đó, là cái nước dừa nó rất là ngọt. Còn nếu mình mua dừa già quá thì cái nước dừa nó rất là nhạt. Còn mua dừa non thì nó sẽ, nước dừa của mình nó sẽ bị chua. Nên mình khi mình mua mình để ý nha, mình chọn cái dừa gọi dừa ráo đó. Mà nếu mình nấu nước dừa không thì cái thịt có trứng của mình nó sẽ bị ngọt ạ. Nên đồ đỏ cho vào đây là nửa lít nước lọc nữa. Đó, hôm nay nấu là 1 ký thịt thì đồ đỏ sẽ sử dụng là 2 lít nước, trong đó là 1 lít rưỡi nước dừa tươi và nửa lít nước lọc ha. Rồi mình phải chờ cái nước này nó sôi lên, sau đó mình mới cho thịt vào. Nước của ta nó đã sôi rồi. Rồi nước nó sôi thì mình cho thịt vào. Về cái phần xác này, cái tỏi và ớt này nè, mình đừng có cho cái xác và cái tỏi vào nha. Mình cho tí xíu nước nè, nước thịt này nè, mình cho vào trong này. Mình đảo qua vài vòng nè, rồi mình gạn mình lấy cái nước thôi nha. Mình đừng có cho cái xác vào. Rồi mình tiếp tục mình múc thêm lên. Mình lọc mình lấy cái nước của nó ra. Chia ớt này và tỏi là mình đã ướp trong 3 giờ đồng hồ rồi, nó cũng đã thấm vào trong thịt đó. Bây giờ mình lọc thêm thôi. Rồi sau khi mình bỏ thịt vào rồi thì nó có những cái bọt như thế này nè, mình vớt đi ha. Mình lấy vá mình vớt, hoặc là có những cái vá mà chuyên dụng để vớt bọt á, mình vớt cho dễ nha. Rồi mình nhớ là mình kho lửa nhỏ nha. Đó, nó sôi như thế này rồi. Rồi mình kho trong vòng 2 tiếng đồng hồ hoặc 2 tiếng rưỡi ha. Ở đây cái nồi thịt đầu đỏ đã kho được 1 tiếng đồng hồ rồi. Kho được 1 tiếng đồng hồ rồi mình cho trứng vào nha, mình cho trứng vịt vào. Đó, mình cho mình nhận trứng nó nằm ở dưới đáy. Rồi thịt chúng ta nó nằm bên trên. Mình cho trứng của mình sớm vào để cho trứng của mình nó thấm. Chứ mình gần chín rồi mình mới cho trứng vào thì nó sẽ, trứng của mình ăn nó sẽ không thấm nè. Mình kho thịt trong vòng 1 giờ đồng hồ, sau đó mình cho trứng vào ha. Khi cho trứng vào rồi, mình cũng nêm vào đây là 4 muỗng canh nước mắm. Rồi mình vẫn để lửa nhỏ nha. Và nó sôi lăn tăn như thế này là được ạ. Cái nồi thịt của mình đầu đỏ đã kho hơn 1 tiếng rưỡi rồi ạ. Thì ảnh nước anh đã cạn như thế này rồi. Mình tiếp tục kho lại nha. Mình kho đến khi nào mà cái lượng nước nó chỉ còn 1 phần 2 so với thịt và trứng ạ. Đó, càng kho thì cái nước ánh chuyển qua cái màu này nè, đỏ đỏ, không sử dụng màu. Đây là cái màu từ nước dừa và đường đó ha. Đó, các anh chị thấy cái màu này không? Mình càng kho lại nữa thì cái màu nó càng đậm lên nữa ạ.
Cái nồi thịt của mình đã hoàn thành rồi xong các anh chị. Đỏ đỏ kho chính xác trong vòng thời gian là 2 tiếng rưỡi đồng hồ để lửa riu riu ha. Này, cái màu nước như thế này nè. Đó. Như thế này ha. Rồi là màu cánh gián nè. Lúc này các anh chị nhớ nêm nếm theo khẩu vị của mình nha. Đậu đỏ nêm nếm đó là theo khẩu vị của đậu đỏ. Còn các anh chị nếu mà mặn nhạt thì các anh chị gia giảm theo ý thích của mình ha. Úp ra to rồi để mình trang trí cho nó đẹp á. Thì mình chẻ cái trứng của mình ra, mình trang trí cho nó đẹp. À, mình để lên cho nó đẹp ha. Rồi, để đồ đỏ ăn thử nha. Đây là cái phần đồ đỏ vứt riêng như đây. Chúng ta thấy vậy nhưng mà chẻ ra thì nó rất là mềm ạ. Đây, bên trong thịt nó như thế này đây ạ. Đây này ha, từng thớ thịt luôn. Nó không, mình kho lâu nhưng mà nó không bị rã. Nhưng mà đụng vô thì nó rất là, ăn thì nó rất là mềm ạ. À, các anh chị thấy, đồ đỏ dùng đũa, đồ đỏ trắng ra được mà. Đây. Đồ đỏ mời tất cả các anh chị nha. Kho vịt này người ta thường ăn chung với dưa giá nè, củ kiệu ha. Nếu các anh chị thích ăn cay thì mình lúc này mình bỏ ớt vào và mình rắc thêm tí tiêu nữa nha. Tiêu thì mình nên cho tiêu sọ, tiêu trắng á. À, cái chín này mình chan cái nước lên ăn rất là thấm luôn. Và đến đây Đậu Đỏ xin chúc tất cả các chị em và các bạn mình làm món thịt kho rượu hay còn gọi thịt kho nước dừa này thành công ha.